Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel Góc Ninh Ga. Hôm nay mình sẽ lồng tiếp một bộ truyện mang tên Dạ Thượng Chú Tổng Tài, chắp 13, các bạn cùng nghe nhé. Xin chào, tôi là viện trưởng ở đây. Xin hỏi có chuyện gì mà các vị lại tới đây? Bà là viện trưởng Từ phải không? Chào bà, xin hỏi vì đã làm phiền. Vị này là tổng giám đốc của tập đoàn Tần Thị, còn tôi là thư ký của anh ấy. Tên của tôi là Quang Nghị. Xin mời bà xem qua văn kiện này. Đây là các vị. Hãy yên tâm, chúng tôi không có ác ý. Chúng ta vào trong rồi nói chuyện tiếp. Bà thấy thế nào? Được, xin hãy đi theo tôi. Mời ngồi. Ủa, đây là đồng thiên ái mà. Hai vị biết thiên ái? Ừ, xem như là thế. Thiên ái là cô bé chăm chỉ nhất mà tôi từng gặp. Cô bé rời cô nhi viện sống tự lập từ rất sớm, vừa học tập vừa làm thêm rất khổ. Nếu là người khác thì ngay cả bản thân mình cũng không chăm sóc nổi. Thế nhưng cô bé lúc nào cũng nhớ tới những đứa em của mình ở đây, nên tháng nào cũng gửi tiền về. Đã thế còn thường xuyên mang quà về cho bọn nhỏ nữa. Thiên ái thực sự rất lương thiện như một thiên sứ. Thật giống như một thiên sứ. Ngồi xuống nói chuyện tiếp nào. Đúng vậy, mày ngồi. Tôi đã xem văn kiện này rồi. Dựa theo những gì ghi trên văn kiện thì quyền sử dụng mảnh đất này đã thuộc về tập đoàn Tần Thị. Chỉ là có thể cho tôi thêm một thời gian không? Tôi cần chuẩn bị tiền để tìm một nơi khác cho bọn nhỏ. Dù sao cô nhi viện này cũng là ngôi nhà cuối cùng của bọn nhỏ rồi. Nếu như không có cô nhi viện này thì bọn nhỏ sẽ thực sự không có nhà để về. Viện trưởng, chúng tôi cũng không bắt bà phải chuyển ngay lập tức. Bà cảm thấy một tháng có đủ không? Một tháng, như thế quá ngắn. Viện trưởng, tôi vẫn đang đắn đo xem có nên thu hồi mảnh đất này hay không. Hôm nay tôi tới đây để kiểm tra xem mảnh đất này thế nào. Khi nào tôi cần dùng đến mảnh đất này thì tôi sẽ phái người tới thông báo cho bà. Nhưng mà có lẽ cũng phải mấy năm sau, bà cảm thấy thế nào? Tốt quá, cảm ơn ngài. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel Góc Manga. Hôm nay mình sẽ lồng tiếp một bộ truyện mang tên Dạ Thượng Chú Tổng Tài, chắp 14, các bạn cùng nghe nhé. Tán Dương, tôi thực sự càng ngày càng không hiểu cậu. Sao vậy? Hôm nay chúng ta tới cô nhi viện là để cho bọn họ chuyển đi mà. Tại sao đột nhiên cậu lại nảy sinh thiện tâm? Như thế không giống cậu chút nào cả. Ai biết được? À, tôi hiểu rồi. Cậu không định phá hủy cô nhi viện nhưng lại nói với Từ viện trưởng là tới kiểm tra. Như thế thì Thiên Ái sẽ nhận được tin này. Vì thế cô ấy sẽ tìm tới cậu. Nếu như cậu nói bà ta phải chuyển đi ngay thì ấn tượng của đồng thiên ái với cậu sẽ càng ngày càng tồi tệ. Nhất định là thế phải không? Chiêu này quá tuyệt, quả nhiên là phúc hoắc gian trá mới là phong cách của cậu. Quang Nghị, tôi muốn phái cậu tới Châu Phi. Trong vòng nửa năm, đừng hòng quay trở lại đây. Cái gì? Đừng có đùa. Đi đi, hẹn hò vui vẻ. Tiểu Lâm, cảm ơn cậu đã tới tiếp ca của mình sớm, mình đi đây. Mình đã còn mặc bộ váy cắt kỹ bao lâu nay, đã thế lại còn búi tóc nữa, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Lát nữa mình sẽ đi xem phim với anh Bạch Minh. Làm thế nào bây giờ? Mình khẩn trương quá. Ủa, là viện trưởng. Alo, cháu đang nghe đây. Thiên ái à, dạo này cháu có khỏe không? Cháu rất khỏe, mọi người có tốt không ạ?
Tất cả mọi người đều rất tốt. Thiên Ái à, hôm nay người của tập đoàn Tần Thị nói họ đã mua lại mảnh đất của cô Nhi Viện. Cái gì? Tập đoàn Tần Thị mua đất của cô Nhi Viện? Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Thì ra, con nói lúc đó của hắn là thế này. Đúng là hèn hạ vô sĩ đến cực điểm. Không có việc gì đâu ạ, cô không cần phải lo lắng. Cháu quen tổng giám đốc của Tần Thị, anh ta là một người rất tốt. Thật à? Vâng, cô yên tâm đi ạ. Cháu nhất định sẽ không làm cho cô Nhi Viện phải chuyển đi đâu.